nguyên cái vùng này là khu vực đá đá đất đỏ. Cái tảng đá hình thành nữa, rất là hay các bạn ơi. Đi ngoằn ngoèo quanh co trong cái công viên đó nhé các bạn. Cái này rộng lắm, mấy tuổi khỏe trẻ nó đi bộ đó, hai kinh đó, đi bộ mình đi không nổi đâu. Mình đi trên xe thì chỗ nào đẹp mình quay thì thôi. Bạn thấy đẹp không? Hùng vĩ nữa ha. Những cái tảng đá này có lẽ nó hình thành nhiều triệu 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 năm về trước. Rất là đặc biệt luôn.
zoom lại cho anh. Xe đâu các bạn ơi, mấy ngày thứ bảy nên rất là đông, lại còn là mùa hè. Đây, cuối cùng thì cũng tìm được một chỗ đậu xe cho nên mình mới xuống đây quay cho các bạn thấy nó rõ hơn. Triệu năm để hình thành được như vậy. Đây, thâu con này. Colorado Springs. Về gia đình ấp đó. But I'm hoping to see other wildlife today. Later on in the tour, it is a private estate, so it's a lot calmer than this busy park. And oftentimes we can get to see a little bit more wildlife activity there. So fingers crossed, today's one of those days. Guys, let's go get up and fight.